Jennie Blackpink mặc áo Chanel cả 100 triệu đồng vẫn bị chê, Kanye có quá đáng. Dù được mệnh danh là Chanel sống, Jennie vẫn bị nhận xét trông khá thường khi diện mẫu áo mới có giá đắt đỏ của hãng. Đang là idol nổi đình nổi đám K-pop hiện nay, nên mọi thông tin về Jennie đều được dân tình vô cùng quan tâm, theo dõi. Còn nhớ cách đây không lâu, cô vừa đăng tải hình ảnh ngắm hoa anh đào với style đơn giản, nhẹ nhàng. Là một idol có sức ảnh hưởng không nhỏ về thời trang, chiếc áo đắt đỏ mà Jennie vừa diện tiếp tục tạo nên một cơn lốc với giới trẻ khắp nơi. Tuy nhiên, khi bóc giá đến từng món đồ, dân tình cũng không khỏi choáng ngợp. Tổng set đồ của Jennie có giá trị lên đến 300 triệu đồng và điểm nhấn ở đây chính là chiếc cardigan màu hồng ngọt ngào. Đây là item của Chanel, thương hiệu mà Jennie đang đảm nhận vai trò đại sứ. Dù chiếc áo được nhận xét là trông khá thường như đồ chợ, thế nhưng nó lại có giá vô cùng đắt đỏ, lên đến 4.250 USD, gần 100 triệu đồng. Dù có không ít tranh cãi xoay quanh việc chiếc áo giống hệt như hàng chợ, Jennie không mất nhiều thời gian để biến đây trở thành một món đồ hot trend. Sự bình dân mà Jennie mang lại cho chiếc áo, một phần là vì lối kết hợp khá đơn giản của cô nàng. Thay vì cắm thùng, phối hàng loạt phụ kiện lấp lánh sang chảnh như người mẫu, Jennie chỉ diện chiếc áo cùng quần jean khá cơ bản, phụ kiện đi kèm cũng không quá cầu kỳ. Bên cạnh những người chê, một số fan bảo vệ Jennie cho rằng số tiền 4.250 USD không phải là vấn đề với những người giàu có như cô nàng, chưa kể chiếc áo cũng có thể là trang phục cho Chanel tài trợ. Đặc biệt, chiếc cardigan màu hồng của Chanel cũng nhanh chóng nằm trong giỏ hàng của nhiều tín đồ thời trang, cho dù nó có giá vô cùng đắt đỏ. Tại Việt Nam, để mua được chiếc áo này, các tín đồ phải bỏ ra đến 100 triệu đồng. Đây là mức giá khá cao cho một chiếc cardigan và hiện dân tình cũng đang trông ngóng sau việc nào sẽ diện lên người idol này. Mặt khác, chiếc áo này cũng đang được sản xuất ăn theo và bán với mức giá nhẹ nhàng hơn rất nhiều, phù hợp cho những ai muốn mặc giống tương tự nhưng túi tiền hạn chế. Hiện tại, trên một trang mạng mua sắm trực tuyến nổi tiếng của Trung Quốc, chiếc áo này được rao bán rộng rãi, kèm theo những từ khóa như áo của Jennie. Tại Việt Nam, trên cổng mua hàng trực tuyến cũng rần rần với set đồ du xuân của thành viên Blackpink, bao gồm quần jean lăng màu cùng áo cardigan hồng. Không hổ danh là một ít cơ hàng đầu có sức ảnh hưởng lớn ở mảng thời trang, Jennie chỉ diện một món đồ cũng đủ khiến món đó trở thành tiêu điểm quan tâm. Thậm chí đến chiếc áo 100 triệu đồng như thế này, dân tình cũng có thể đua theo để ăn mặc giống thần tượng. Trong thời gian tới, chắc chắn đây sẽ trở thành món đồ phổ biến trong tủ đồ của các cô gái. Việc Jennie diện màu áo đắt đỏ đi dạo sương sương đã tạo ra tranh cãi nhiều từ dân tình. Nhiều người cho rằng cô đã đầu tư sắm mẫu áo quá đắt, đồ hiệu nhưng không có gì đặc biệt. Một số bình luận từ dân tình: ôi đắt quá, lại còn chỉ diện để đi chơi sương sương nữa chứ. Áo đắt thật nhưng trông không có gì đặc biệt, tôi còn thấy giống hàng chợ nữa. Cô ấy là đại diện của Chanel nên cũng không lạ, chỉ đi dạo sương sương mà diện áo này thì cũng đắt quá. Không biết là áo cô ấy tự mua hay được tài trợ nhỉ? Dẫu vậy, vẫn có người bênh vực Jennie, bởi với vị thế hiện đại là đại sứ của Chanel thì việc cô diện trang phục đắt đỏ của hãng là hoàn toàn bình thường. Jennie cũng là idol nổi tiếng sang chảnh, chú ý xây dựng hình ảnh và style, nên việc đầu tư hàng hiệu để có style ưng mắt cũng là điều dễ hiểu. Chưa hết, toàn bộ trang phục của cô nàng mặc hoàn toàn có thể là của hãng tài trợ, do đó không thể vội vàng kết luận rằng Jennie đang phung phí tiền của. Cách đây không lâu, bản tin Mnet.me đã thống kê danh sách những thần tượng K-pop có thời trang đắt đỏ nhất. Xuất hiện trong bảng xếp hạng này không thể thiếu khi G-Dragon, biểu tượng thời trang đình đám của làng giải trí Hàn Quốc. Tuy nhiên, thủ lĩnh Big Bang không phải là người đứng đầu trong danh sách này. Theo đó, bản tin này chỉ ra Jennie là người có thời trang đắt đỏ hàng đầu trong giới idol K-pop. Jennie sở hữu gương mặt, ngoại hình xinh đẹp cùng thần thái ấn tượng, kèm theo đó, cô nàng cũng có gu thời trang đẳng cấp. Tuy nhiên, việc G-Dragon đứng sau Jennie đã gây không ít tranh cãi với cộng đồng người hâm mộ K-pop.